Tấm Cúc xin gửi lời chào đến toàn thể các cô chú, anh chị em và các bạn. Đến với cái chương trình hôm nay, Tấm Cúc xin kể tiếp cho quý vị nghe cái vấn đề mà Tấm Cúc ngày xưa đó mà bị một cái chàng trai cùng quê á dụ ở dưới gốc cây đào đó quý vị. Em có chia sẻ với mẫu chuyện đó, thì cái thời trẻ đó mà nó ứng nghiệm tới bây giờ, thì bây giờ cái người mà ngày xưa mà từng dụ Tấm Cúc ở dưới cái gốc cây đào mà dụ hụt đó nha, là bây giờ như thế nào? Hồi đó là còn trẻ, anh ta học trên Tấm Cúc một lớp thôi mà dụ Tấm Cúc lần đầu không thành công, và bây giờ chuẩn bị lần thứ hai sau nhiều năm, sau 20 mấy năm rồi đó quý vị, mà bây giờ quay trở lại, trời ơi thật là trái đất nó tròn thiệt quý vị. Em xin kể cho quý vị nghe, quý vị bất cười lắm, giật mình luôn, và chắc anh ta cũng đang xem trên clip. So ghi anh nha, hết chuyện anh gặp ngay bà Tám. Chắc là anh xem clip cho nên anh muốn mấy mấy như vậy thôi. Thì Tám Cúc cũng xin là vừa tám chuyện vừa kể chuyện cho quý vị nghe. Và hy vọng anh nghe anh cũng xem đây là một cái chuyện vui. Tại vì người nào cũng lớn cũng có riêng tư hết rồi. Mà sao mà nó quay lại thật là vi diệu. Thì quý vị ơi, cái chuyện này á, là nó xảy ra từ lâu, mà Tám Cúc có kể với quý vị là em mà bị một chàng trai dụ ở gốc cây đào, cũng là bạn bè thôi. Cái năm đó ông anh của em á, là ổng phái cái người thanh niên này, và người thanh niên này phái cái người anh thứ năm của em dữ lắm, cho nên là anh ta mới kêu anh năm kiểu như là kết nối làm sao để mà nói chuyện được với anh Cúc á. Thì cuối cùng anh năm anh mới nói, bây kêu anh Cúc đi lên trên nhà cô bà hai á, có cây đào lộn hộp á, ngon dữ lắm, cây đào đỏ với cây đào màu vàng. Hồi lên đó điện tí xíu anh lên anh hỏi bà hai rồi, để ta đâm chén muối ớt á, giả giả chén muối ớt rồi đem lên bẻ đào xuống ăn. Mình lên đó trước đi, coi còn trời còn chẳng dạng đó, bẻ được. Hồi anh lên nó tối không thấy đường, thấy gì mình mò mò mình đi lên đó. Lên đó thì cái ông kia ở trên kia ông đi xuống, nó trên cái đường kinh đó, ông đi xuống gặp mình. Thế là hai đứa ngồi dưới gốc cây đào, ông hỏi làm gì, nó đi đây anh đợi anh năm anh lên anh đem chén muối ớt lên để mà bẻ đào ăn, vì hai bà cho rồi. Thấy vậy là bắt đầu ngồi cứ nhìn trái đào, mà ông kia ông cứ ngồi mới đầu ngồi xa xa. Trời, trai đơn gái chiếc ở trong làng ngày gái quê với trai quê ngày xưa đâu có dám sáp vô ngồi xa xa nói chuyện, mà anh này anh cứ ngồi ngồi cái anh hỏi này kia, mà được Cúc hỏi tùm lum thì Tấm Cúc quên, mà Tấm Cúc ít có nói chuyện lắm. Nhưng mà Tấm Cúc đặc biệt nhớ một cái là anh ngồi gần gần Tấm Cúc, hỏi anh hỏi là Tấm Cúc là Cúc mắc kẹt chưa, Cúc có mắc kẹt chưa, xong Tấm Cúc có trả lời là có rồi. Xong cái anh mới nói là có rồi, vậy giờ hết mắc kẹt chưa. Xong Tấm Cúc cái kiểu mà mình ngây thơ, mình trả lời Tấm Cúc mắc kẹt chắc chừng nào tới già mới hết. Mình cứ nghĩ là ông hỏi thì mắc chừng nào hết, chứ mình không nghĩ vụ kia. Bây giờ sau nhiều năm mình mới suy nghĩ lại là anh hỏi cái vấn đề đó là anh chuẩn bị một tí xíu nữa là ông quất mình. Cho nên ông mới hỏi trước mà mình có bị mắc kẹt chưa. Mà mình thật là ngây thơ, bây giờ nghe thấy lại mắc cười. Và đó là một cái kỷ niệm thời còn trẻ mới lớn đó quý vị, em cũng muốn chia sẻ với quý vị, chứ chưa có ai đụng gì em nói dụ đây là chỉ cái tình trạng hỏi đó thôi. Và bây giờ mới quay trở lại nè, thì sau đó anh ta lại cũng như là học hành được ra trường hết, thì anh ta cũng có quen cái cô khác, và gia đình của anh ta là định cư ở bên nước Úc á, dòng họ bà con á. Thì sau đó anh ta cưới vợ ở Việt Nam này, và bên gia đình ở bên nước Úc cũng bảo lãnh là vợ chồng anh sang nước Úc hết rồi, rất là lâu rồi. Nhưng mà chắc là anh xem chương trình của Tấm Cúc ở trên kênh YouTube này, anh đã thấy Tấm Cúc và thấy số điện thoại của Tấm Cúc. Anh để trong cái lòng của anh rồi. Và không biết như thế nào hai vợ chồng anh ở bên Úc đã bị gãy đổ. Hai vợ chồng sang đó xong bây giờ là đã ly dị. Và có hai đứa con. Cái đó là vấn đề riêng nha. Thì xin chia sẻ và xin Tám luôn. Anh có nghe anh cũng đây là một cái câu chuyện anh Tám. Và có một bữa nọ anh từ bên Úc anh gọi về cho Tấm Cúc. Tấm Cúc cũng không có biết như thế nào mà anh có được cái số điện thoại của Tấm Cúc. Thì như Tấm Cúc đoán là chắc anh xem trên chương trình của Tấm Cúc nè, chương trình YouTube Cúc Channel của Tấm Cúc, thì em có bỏ số điện thoại trên nhiều clip, và trên cái phần mô tả trong cái kênh á, là trên cái chỗ cái tựa đó cũng có cái số điện thoại và cái email á, chắc là anh coi được. Thì anh có gọi về thì Tấm Cúc có nghe máy, và Tấm Cúc cũng không có biết anh đâu, không có nhớ là cái người từng dụ mình hồi năm xưa dưới gốc cây đào. Cũng nói chuyện xong rồi anh mới giới thiệu anh xưng tên, thì Tấm Cúc mới nhớ thì ra là hắn. Bây giờ hắn quay lại hắn làm gì trong khi hắn có vợ rồi. Thì anh mới nói là vợ của anh với anh bây giờ là đã ly hôn rồi,
qua đó một thời gian thì cảm thấy là cái môi trường với cái công ăn việc làm và nó có những cái trục trặc trong cái chuyện vợ chồng nên hai vợ chồng không thể tiếp tục được và đã ly hôn. Và bây giờ là cô ấy là có người khác, còn anh thì vẫn một mình. Nên là hôm nay anh đi làm rồi sẵn tiện anh suy nghĩ tới Cúc cho nên muốn gọi về hỏi thăm coi Cúc có khỏe hay là không. À thì Tấm Cúc cũng dạ cảm ơn anh, Tấm Cúc khỏe. Mà em quên hỏi là ông nội lấy số điện thoại ở đâu mà ông nhớ chợt ông gọi tôi vậy ta, quên khúc đó. Thì anh mới nói là anh đang đi làm nhưng mà anh đang đi làm trên cái đồi cao trên núi á, gió dữ lắm có thể mắc sóng á. Thì Tấm Cúc hỏi ủa làm ở đâu mà trên đồi cao, cái nghe hù 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 nha. Anh nói anh ở trên đồi cao lắm mắc sóng á, mà bây giờ anh muốn nói chuyện lại với Cúc á, nghe rõ hơn cái ngõ hôn này kia. Thì Cúc nói là nghe được tiếng hả, tiếng được tiếng hông hụt hửi lắm, mà có chuyện gì không anh? Anh nói thì lâu lâu bây giờ suy nghĩ lại là nhớ lại với Tấm Cúc á, và tâm sự với Tấm Cúc tí xíu. Thì tâm sự cái khúc gia đình ảnh vậy đó thì nghe rõ nha, nhưng mà cái khúc mà nói sâu xa hơn cái ông nội tôi làm như mất sóng. Cái khúc mà ông giới thiệu là ổng với vợ là cái chia tay thì mình nghe rõ lắm, mà tới cái khúc ổng đi vô vấn đề sâu sâu chút cái tự nhiên cái ổng nói mắc sóng à, làm như cái sóng nó yếu yếu á, hay là ông nội tôi giấu hay là trốn trong nhà tắm toilet gì sóng nó hơi khoai nó yếu rồi. Hồi nghĩ khúc này không biết cha có ly hôn vợ chưa hay là giấu vợ mà xem clip rồi bắt đầu điện cho mình đây quay lại tín dụ từ tập 2 hả ba. Đó là mắc cười. Thưa quý vị, thì như em nói á là cái trái đất này nó dây xoay tròn quý vị ơi, nó ngộ hen, cách đây mấy chục năm rồi nhưng mà đâu có ai ngờ người ta đã đi nước ngoài, người ta có vợ có con đi tới bên nước Úc bển rồi mà em vẫn còn ở Việt Nam này, em vẫn còn ở quê hương. Nhưng mà ông trời ổng xui khiến cho mình có một cái kênh YouTube để mình chia sẻ lên cộng đồng và cái nó sòng vòng quay nó quay lại và cuối cùng anh ta đã gặp lại Tấm Cúc và đã có số điện thoại và gọi về Tấm Cúc để mà hỏi thăm để mà này kia. Thật sự đây là một cái kỷ niệm chứ không phải là yêu đương gì quý vị, nhưng mà những cái kỷ niệm xưa nó quay về, cũng chính anh chàng này ngày xưa làm cho Tấm Cúc bị ba Tấm Cúc quất một roi vô cái mông đó, kể luôn cũng ông cố này nữa nè. Có một ông cố này mắc cười chết ổng à. Tấm Cúc nhớ cái năm đó đi học xong mà cái năm cái mùa thi á mà anh ta trên Tấm Cúc một lớp nhưng mà thi không biết sao mà cũng cũng trùng với cái ngày thi giờ thi rồi của Tấm Cúc tới mà đi coi giấy thi, thì anh rủ Tấm Cúc là đi coi giấy thi với các bạn nữa chứ phải không. Ngày hôm đó thì đi coi giấy thi tới chiều, học xong rồi tới chiều tối thì ở nhà trường có giấy thi xưa mà si có chấm điểm cái hay cái để sắp giấy treo gì nè chỗ cái ở trên thư viện hay gì đó, mình xuống mình thấy dở dở là mình coi lớp nào là ai tên gì nhiêu điểm đó có. Thì khi đi xuống Tấm Cúc cái thời mà mình cũng tăng tăng cũng thật sự cũng hơi biết yêu trong lòng đó, trai nó phái mình phái, mà em cái vụ mà có duyên quý vị ở thời nào cũng rất là nhiều thanh niên yêu thích em hết trơn chứ không phải là nói là bây giờ cũng vậy nè, bây giờ tới từng tuổi này cũng rất là nhiều yêu thương chứ không phải ngày xưa còn trẻ đâu. Cho nên ha, anh ảnh xuống anh ngủ là đi coi giấy thi thì Cúc cũng đi coi giấy thi. Thật sự với quý vị, mình đi coi giấy thi mà con gái ngày xưa ngoan lắm, đi đâu cũng hỏi. Mà em đi lại trường học em coi giấy thi quý vị biết mới có 7 giờ mấy tối thôi, chưa được 8 giờ tối nữa đó quý vị. Là em đi về, mà không biết như thế nào nó về ba ông quýnh em. Ông cầm sẵn cái cây, cái Cúc nghe cây bằng cái tờ út dài rồi đó. Ổng đứng ngay cửa, trời trời mới có 7 giờ mấy tối rồi mình bước vô ông hỏi đi đâu vậy, con đi coi giấy thi. Bước vô ổng nắm tay giấy thi nè, quất vô đít một cái chót một cái nổi lăn đít luôn. Ông nói tại sao mà con gái lứa mà đi ta đi đi coi giấy thi mà đi giấc tối mà bữa nay đi không xin phép ba đó. Quý vị thấy không, thấy con gái ngày xưa là chất lượng, một lần là em nhớ đời luôn, cũng cố này bạn gì. Em nói đi coi giấy thi ba không không có tin, ông nói đi coi sao không hỏi đó thì chứ không phải như bây giờ mà thanh niên thanh nữ bây giờ đi chơi tới khuya cũng cha mẹ không dám nói luôn, nói nó la làng, còn hồi xưa là vậy đó bởi vì ngoan lắm. Thì đó là những cái kỷ niệm mà mình kể lại để mình thấy được là có một khoảng thời gian gì đó trong cái cuộc sống của mình nó sẽ vòng quay ngược trở lại, mình thấy tâm hồn mình yêu đời. Em ngày xưa mà trong cái đường quê mà hôm bữa em đi về quê em quay cho vị coi đó, thanh niên dữ lắm, thanh niên mê Tấm Cúc lắm. Bây giờ á em nghĩ có nhiều người coi trên kênh Cúc Channel đã thấy được Tấm Cúc ngược trở lại và cũng không có biết phải nói như thế nào. À em kể cho vị nghe thêm cái khúc này, cái khúc này mới bá đạo nè, cũng cái ông anh năm em nữa, trời cái ông anh ruột em nè, không biết sao mà thanh niên nào phái em là ổng kết nối chứ, ừ ổng không có chê ông não chứ,
thằng nào phái em, thằng đó nói anh Năm ơi em phái Cúc quá rồi hả, là tự nhiên mày phái được, ổng có tánh ổng vui vẻ vậy đó ha. Có một thằng kia, bây giờ kêu bằng thằng đi, tại thằng này em quạo nó dính, thằng này em giọng vô cái đầu nó rồi cho nên em phải quạo nó, em kêu bằng thằng. Em kể với chị nghe này nè, là cái con đường mà bữa em đứng ở dưới bữa em về quê á, mà em đứng chỗ cái hàng dừa dài lên trên á, là cũng đó nữa. Cái thằng này á, không biết như thế nào mà nó cắt cái đầu đinh nha, cái đầu nó không có tóc nhiều mà không có phải chọc nữa, mà là đầu đinh cỡ phân phân, là nó vừa đinh với lắp, nó vừa mình gờ tay vô như cái bàn chải vậy đó. Bữa đó nhà má em thì ba với má có tới hai cái nhà, là cho nên là cái nhà đằng kia ba má ngủ đẳng, còn em với mấy đứa em ngủ ở đằng này trên cái bộ gián, em nhớ cái bộ gián gõ ba tấm, em với nhỏ em nằm ngủ. Mình ngủ mà giống thứ mà con gái nó mới lớn nó ngủ một cái nó ngủ mê lắm, tại mình buôn bán tiếp ba mẹ mình đó, tới chừng mà nằm ngủ xuống cái ngủ ngủ mê lắm. Mình ngủ đang ngủ nửa đêm sao mà cái gì ở sau lưng mình chọt 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 sau lưng cái gì, ừ chọt 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 sau lưng. Em quay qua em tưởng đứa em lấy tay em gờ gờ nè, tự nhiên em gờ em thấy trên đầu, ủa cái gì mà đinh không vậy ta, cái đầu đinh của nó mình gờ nè, má ơi cái đầu đinh không, mà cái thằng nào á, trời ơi trời, quay qua thấy cái thằng quỷ đó. Ông nội ơi, giọng thứ nó áp vô cái lưng mình đó, cái gì nó áp vô lưng mình mà cái thứ mà trai trẻ nó sung đó, nó sừng sừng vô cái lưng mình đó, trời có luôn đó quý vị. Má ơi em ngồi vậy dòng cái giò em đạp cho cái đầu đinh của nó đó, cái nết của em đâu có vừa, trời trời trời, em ngồi vậy một cái dòng cái thứ cái giò em mà cái đầu của nó như vậy mà em giọng như em lấy cái giò em đạp vậy, mà tới bây giờ nó còn quê em nữa đó vì em đạp nó, em hỏi cái thằng quỷ thứ mày đi đâu vô cái bộ dáng tao, tại đó đâu có cái phòng ngủ đâu, cái bộ dáng mình cứ để kiểu như ngoài phòng khách đó quý vị, rồi giăng cái mụn vậy đó, rồi mấy chị em chung cho nó ngủ à, chứ đâu phải ngủ ngơi mình đâu, một đống vậy đó. Mà không biết nó nhậu xỉn hay là nó cái giống gì mà nó buồn ngủ quá, nó tấp đại vô cái mùng mình nó ngủ, mà nó lại nằm kế cái lưng mình nữa, mà nó vô duyên vậy đó. Xong tới giờ em giọng cái đầu nó, mà ông anh Năm ổng ở ở trong nhà ở đằng sau á, mà ổng giật mình, em xuống em ra làng, em nói anh làm gì đem nó về đây, nó chung vô cái mùng nó nằm kiểu này gì vậy. Ổng cười khà khà, nó ai biết nó đâu, tao tưởng nó về rồi, ai ngờ nó tấp vô đây nằm. Đấy, tôi tưởng nó đi ra nó đi về, ông tưởng nó đi ra nó về, rồi tới phòng mình, tới cái bộ dáng mình nó phóng lên nằm. Trời trời, em đạp vô đầu nó muốn banh cái đầu luôn. Thiệt. Cái thời đó mà em còn đạp vô đầu nó gặp cái thời bây giờ má nát đầu với em, nóng nó. Trời ơi, cái nốt gì mà hết biết, nhưng mà em vậy đó là cái khúc đó luôn đó quý vị, có nhiều cái kỷ niệm với em thời thời trẻ đó. Bây giờ cái người đó, cái thằng quỷ đó, nó gặp em nó còn quê tới bây giờ đó. Chuyện cách đây 20 mấy năm rồi đó mà bây giờ nó gặp em nó còn quê nữa. Thỉnh thoảng gặp hoài chứ gì, quê á, gửi lời kết bạn trên cái Facebook với em luôn, em không có nhận lời. Ừ, em quê độ. Cái chuyện đó là cái chuyện mà em cảm thấy là mình bị tổn thương, mắc cái chuyện gì mình phải kết bạn để nói gì, cái thằng đàn ông gì mà vô duyên, cái kiểu mà nó phái mình nữa, rồi cái nó nằm kế mình là nó phê hay gì đó. Tao nói ngang trời ơi, thôi 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 thôi, dùm cái thứ nó cà chĩa ra em đạp nhẹ. Mình suy nghĩ tới bây giờ cái nết mình cũng không giữ thiệt chứ không phải không giữ chơi đó. Đó thì đó là những cái kỷ niệm mà tao cũng muốn kể với quý vị về cái vấn đề mà tuổi thơ dữ dội của em. Đó là những cái tình huống mà cái người mà dụ em hồi còn trẻ năm 15, 16 tuổi giúp cây gốc cây đào đó bây giờ thế nào. Thì anh ta chuẩn bị quay lại dụ em tập 2. Bữa nay em chia sẻ đã không có coi, đã không biết là nhỏ cút tự vậy nó khó dụ lắm chứ không phải dễ dụ đâu nghe. Nói chứ cũng chúc cho anh em là nhiều sức khỏe và nhiều hạnh phúc. Ở dù ở nước trong nước ngoài, nước Việt Nam hay nước nào cũng vậy, khi mà mình bôn ba xứ người thì mình cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe và làm việc cũng như là làm ăn làm việc gì đó được, là mọi việc được hanh thông, được như ý muốn của mình. Tại vì mình làm ở đâu cũng phải cố gắng làm việc thì mới có đồng lương, mới có tiền cũng như mới có nhiều cái niềm vui về cho gia đình, cho anh chị em. Thì Tấm Cúc nhân đây xin cảm ơn quý vị đã giờ đã ngồi nghe em tâm sự, và cũng xin chúc sức khỏe tới quý vị một ngày mới bình an và hạnh phúc. Tấm Cúc xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình tiếp theo. Xin chào quý vị.